Nhưng trước mặt mọi người đã nhìn thấy là một ngôi nhà trình tường của người dân tộc Hà Nhì trong xã Y Tý, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Nay tôi mất lặn lội mất buổi sáng và đến tận trong này. Đây cũng là một ngôi nhà trình tường này. Một ngôi nhà trình mất khoảng đôi ba tháng bằng đất nện. Dày tường khoảng 450 phân. Rất là dày. Nhưng ngôi nhà này tôi được biết thì họ dỡ đi để chắc là sửa lại rồi đấy. Tại vì hỏi bằng tiếng Kinh họ không hiểu. Đây mấy chị em trẻ dân tộc người Mông à. À người dân người Hà Nhì lại quen người Mông. Hà Nhì. Vẫn bảo đảm là một cái bản sắc rất là dân tộc. Đó. Còn cây gì thì cây gì giống cây thuốc lào này. Này mấy đứa hôm nay không đi học à? Không học à? À nay chủ nhật nhờ. Thế không phải nhà ăn cơm à? Trên đó rồi à? Đây là trường mầm non Y Tý, Lao Chải, thôn Lao Chải 1. Trường học thì vẫn là xây bê tông. Còn đằng xa xa kia mọi người nhìn thấy là nhà văn hóa. Phải nhà văn hóa không nhở? Đúng rồi, nhà văn hóa. Ở đây thập thò cái ô thoáng này có cái loa đây, nếu mà nhìn mắt thường nhìn thấy cái loa nhưng quay xa mọi người không nhìn thấy được. Cuối cùng cây này cây đéo gì đấy? Không biết á? Quả nó ăn được không? Không ăn được à? Sao nhìn nhiều quả này mà không ăn được á? Đéo mẹ. Đó, đó là trẻ em người Hà Nhì. Trẻ em được đi học, được viết chữ nên là có thể nói được tiếng Kinh, nhưng mà những người trung niên hoặc là người già là hỏi tiếng Kinh là họ mù tịt, họ chỉ nói được tiếng dân tộc họ thôi. Đây, trước mặt mọi người cũng đã đang là một ngôi nhà trình tường với hình thức là mái bốn cạnh. Đặc điểm của nó là để đón gió từ bốn phía, tại vì khu vực này là rất nhiều gió. Đón gió tức là mái vát sẽ lại tạo cho cái gió nó tuốt lên, nó không bị tốc mái nhà đi. Đó. Trông hình như là xi măng thôi nhưng mà ra là họ chắt cái gì bên ngoài trông như xi măng. Không phải xi măng đâu. Đây như tôi đã nói mọi người, đây là nhà văn hóa. Giữa sân nhà văn hóa này. Đấy, rộng phết đấy. Sân rất là rộng. Một tiểu nhi đang phát sóng ngang gọi cho người yêu sao. Đây cổng văn hóa này. Khóa rất đàng hoàng. Có cả lỗ cho chuột chui chó chạy này. Đây. Ô thoáng này có cái loa này. Nhìn thấy rõ cái loa. Đấy, nhà văn hóa đấy. Đây là WC. WC lịch sự hơn là cái nhà văn hóa. Không hiểu tại vì sao khi sự có mặt của tôi, mọi người trong này luôn nhìn tôi như kiểu một con quái vật lạ mà.